Thưa quý vị, trong khi những trái vải thường có giá từ 15 đến 20 nghìn đồng 1 kg, thì vải không hạt được sản xuất thử nghiệm ở Bắc Giang được trả giá cao gấp 10 lần nhưng cung vẫn không đủ cầu. Những trái vải thiều không hạt đang tạo nên cơn sốt trên thị trường không chỉ bởi sự độc lạ mà còn bởi mẫu mã đẹp, hương vị thơm ngon. Từ mô hình thử nghiệm, ngành nông nghiệp huyện Lục Ngạn, thủ phủ vải thiều lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, đang lên kế hoạch để sản xuất đại trà, dự kiến sẽ có vải không hạt thương phẩm bán ra thị trường vào năm 2023. Đây còn những cái này cắt ra làm gì có hạt có làm gì có được, không bao giờ có thế nào. Những quả vải này được nhiều khách hàng trả giá từ 200.000 đồng, thậm chí 500.000 đồng 1 kg. Nhưng ông Hiệu, chủ một vườn vải thiều ở xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đều phải từ chối vì không đủ hàng để bán. Ông Hiệu đánh giá, vải không hạt, khả năng kháng sâu bệnh và thích nghi tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Giống vải này dễ rụng trái, nhưng hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách tính toán bón phân kết hợp với tạo tán, tỉa cành. Từ mẫu mã đến chất liệu, đến chăm sóc không phải cầu kỳ nhiều, không phải thuốc bảo vệ thực vật gì nhiều cả. Bé tí này nó treo một cái quả như thế này, mấy quả như thế này thì nó hay rụng hơn. Khắc phục thì cũng chỉ có thôi, chăm sóc phân nó tốt hơn thì nó to ra thì cái nó sẽ mỡ cái mầm này ra thì nó sẽ dai hơn. Theo đại diện của Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, vải không hạt là giống vải đã xuất hiện rải rác trên địa bàn huyện từ cách đây chục năm. Đánh giá khả năng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cùng với tiềm năng kinh tế. 3 năm trước, huyện Lục Ngạn đã quyết định phát triển những mô hình thử nghiệm trồng vải thiều không hạt tập trung đầu tiên. Đến nay, toàn huyện có hơn 500 cây vải không hạt. Quá trình sản xuất thử nghiệm cho thấy về chất lượng, vỏ quả vải màu đỏ, dày, thuận lợi cho quá trình bảo quản được lâu. Cùi vải dày, không có hạt, ăn ngọt và thơm rất đặc trưng. Huyện đánh giá đây sẽ là giống vải thiều có ưu thế để phục vụ công nghệ chế biến sâu. Cái vải không hạt thì tôi cho rằng là sẽ được người dân đón nhận và cũng như là nhân rộng ra rất nhiều vì nó có nhiều cái ưu điểm. Mà nhất là sẽ phù hợp cho cái chế biến sâu. Thì và đồng thời cũng là cái quả mà sẽ đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng mà người ta thích những cái mới lạ như là ăn quả vải này cũng thấy ngon hơn những cái vải khác. Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện Lục Ngạn vẫn đang tiếp tục đánh giá việc sinh trưởng và phát triển để tính toán mở rộng diện tích nhất định trồng vải thiều không hạt. Trước mắt, giống vải không hạt được nhân giống bằng phương pháp chiết ghép. Cây con giống gần như giữ được nguồn gen của chính cây mẹ, cho năng suất cao, chất lượng tốt, hương vị đặc trưng được người tiêu dùng ưa chuộng. Thưa quý vị, với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản tiêu thụ cùng những hoạt động xúc tiến thương mại thực tế tại các địa phương, những ngày này, vải thiều Lục Ngạn tiêu thụ thuận lợi với mức giá cao. Ghi nhận hôm nay tại Lục Ngạn, giá vải đại trà ở mức từ 15 đến 17 nghìn đồng 1 kg, riêng vải thiều xuất khẩu được doanh nghiệp ký hợp đồng trước với giá là trên 30 nghìn đồng 1 kg. Theo Sở Công Thương, tính đến ngày 4 tháng 7, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 120.000 tấn vải thiều, trong đó hơn 53.000 tấn sang thị trường các nước như Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Mỹ, EU, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc. Hiện mỗi ngày có khoảng 100 xe vải thiều Bắc Giang được thông quan sang Trung Quốc qua 3 cửa khẩu ở Lạng Sơn và Lào Cai. Để vải thiều đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất, ngành nông nghiệp Bắc Giang quán triệt thu hái, bảo quản đúng kỹ thuật, công tác vận chuyển liên tỉnh, liên vùng được đặc biệt lưu ý nhằm không giảm độ tươi ngon của trái vải. Hiện tại, tất cả các tỉnh thành trên cả nước đều có ít nhất một điểm giới thiệu, bày bán sản phẩm vải thiều Bắc Giang. Ngoài ra, các sàn thương mại điện tử cũng đang nỗ lực kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều ở mức giá tốt nhất. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến giá rau xanh tại chợ truyền thống tăng chóng mặt. Nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan khi COVID-19 có thể có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới, thể hiện ngay ở thái độ thờ ơ với tiêm vaccine mũi 4. Nhiều quốc gia cân nhắc tái áp đặt đeo khẩu trang vì bùng dịch, trong bối cảnh số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng tới 18% chỉ trong tuần qua. Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản.
Thưa quý vị, bên cạnh những tác động từ giá xăng dầu tăng cao kỷ lục, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng khiến giá mặt hàng rau xanh tại các chợ dân sinh Hà Nội từ cuối tháng 6 đến nay đã tăng thêm từ 10 đến 20% so với tháng trước. Cụ thể, các loại củ quả như là cà rốt, cải bắp, cà chua, mướp đắng, dưa chuột có giá dao động từ 18 đến 30.000 đồng 1 kg. Mướp hương có giá từ 12.000 đồng 1 kg. Các loại rau như là rau muống có giá từ 25 đến 30.000 đồng một mớ. Rau khoai lang, mồng tơi, rau dền, rau ngót có giá dao động từ 7 tới 10.000 đồng một mớ. Theo nhiều tiểu thương cho biết, giá rau củ đã tăng cao gần một tháng nay do ảnh hưởng từ giá xăng dầu. Bên cạnh đó, thời tiết nắng gắt cũng là nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng nhiệt. Giá rau xanh leo thang tiếp tục gây thêm khó khăn cho người tiêu dùng thủ đô trong bối cảnh người người nhà nhà đang phải chật vật đối phó với cơn bão giá hiện nay. Vâng, thưa quý vị, thị trường tiêu dùng đang bước vào mùa thấp điểm, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp cùng với xu hướng giảm dần tiêu thụ thịt heo, khiến giá thịt heo hơi khó tăng cao. Tại thị trường miền Nam, giá lợn hơi đã điều chỉnh giảm 1.000 đồng 1 kg, trong khi đó tại miền Bắc, giá lợn đang bị chững lại. Hiện giá thu mua lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng 52.000 đến 61.000 đồng 1 kg. So với bình quân năm trước thì giá lợn hơi còn đang giảm từ 14 đến 19%. Dự báo của các chuyên gia trong ngành nhận định rằng dù ngành chăn nuôi lợn còn chịu ảnh hưởng bởi áp lực đứt gãy chuỗi cung ứng và giá nguyên vật liệu tăng cao, tuy nhiên giá thịt lợn cuối năm nay sẽ không tăng và không tác động quá lớn đến lạm phát của cả nước. Nguyên nhân được cho là do dịch COVID-19 vẫn có thể tiếp diễn, nhu cầu chưa phục hồi hoàn toàn. Cập nhật giá mít Thái tại thị trường các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy giá mít trong 2 ngày hôm nay tăng bất ngờ 1.000 đồng 1 kg so với ngày trước đó. Giá mít Tiền Giang cao nhất 9.000 đồng 1 kg. Do giá mít Thái tăng nhẹ nên các vựa báo giá sớm, yêu cầu thương lái gom hàng và báo số lượng đem về vựa sớm. Tại Tiền Giang, một số vựa còn hoạt động báo giá mua mít kem lớn 9.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ từ 5.000 đồng 1 kg. Tại các địa phương khác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long như là Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Long An và thành phố Cần Thơ, giá mít Thái tăng 1.000 đồng 1 kg từ ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7. Theo đó, các vựa thông báo mua mít kem lớn từ 8.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ từ 4.000 đồng 1 kg. Thương lái mua mít kem lớn từ 6.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ từ 2.000 đồng 1 kg. Đối với mít chợ, các vựa vẫn giữ giá. Hiện mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng 1 kg, loại 2 là 2.000 đồng 1 kg. Tại vườn, mít chợ loại 1 là từ 2.000 đồng 1 kg, mít chợ loại 2 là từ 1.000 đồng 1 kg. Dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19, song xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê vẫn là ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mang về nguồn thu lớn với 13.000 tỷ đồng, chiếm 70% doanh thu. Tiếp đến là cao su với trên 4.200 tỷ đồng, hồ tiêu đứng thứ 3 với 2.100 tỷ đồng. Còn lại là các mặt hàng nông sản khác như mật ong, gạo, trái cây, rau củ quả. Nhờ các hiệp định thương mại EVFTA, CPTPP, RCEP, UKFTA có hiệu lực đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung tiếp cận cạnh tranh ở các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ cao khi các biến chủng mới liên tục xuất hiện. Tuy nhiên thực tế, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, biểu hiện rõ nhất là thờ ơ với việc tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và sau đây là ghi nhận tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Mất một tuần, anh Pi Năng Nhua, trưởng ban công tác mặt trận thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái mới thuyết phục được gia đình bà Ca Giá Thị Khí đồng ý tiêm vaccine mũi 4. Ngay sau đó, trạm y tế xã đã phải cử nhân viên đến tận nhà để tiêm vaccine cho bà Khí. Họ có bị lý do này, lý do kia, rồi sức khỏe trong người rồi không có đủ sức khỏe để mà đi tiêm. Cuối cùng ban quản lý thôn cũng ra nhà chở đi xong rồi chở về. Trước tình trạng người dân vẫn chủ quan thờ ơ tiêm vaccine phòng COVID-19, chính quyền xã Phước Thắng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tìm dân, bám dân để vận động và hỗ trợ tối đa để họ thay đổi nhận thức đi tiêm vaccine. Bám vào cái
cái tình hình thực tế của người dân tại địa phương là những cái trường hợp nào đi đến trạm tiêm được, vận động được và trường hợp nào là không đi đến trạm được thì là sắp xếp và thông tin cho trạm y tế để mà trạm y tế sắp xếp lên kế hoạch đi trực tiếp để mà tiêm làm sao cho đảm bảo. Người dân đang có cái tâm lý là chủ quan và không có mặn mà trong cái việc mà tiêm vaccine do cái tình hình mà dịch bệnh COVID của chúng ta thì trong cái thời gian này thì cũng nằm trong cái tầm kiểm soát. Ngoài ra thì cũng có một số người dân thì họ ngại trong cái việc mà tiêm mũi 4 này. Do một bộ phận người dân trên địa bàn huyện Bắc Ái đi lao động ở tỉnh khác, còn người dân ở địa phương thì thờ ơ, nên tiến độ tiêm vaccine mũi 4 phòng COVID-19 rất chậm. Đến thời điểm này, toàn huyện mới chỉ có 950 người hoàn thành tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 đạt tỷ lệ 15%. Chúng tôi chỉ đạo cho các xã, để xã họ chỉ đạo cho các thôn ấy, là đến từng hộ gia đình để thuyết phục họ và chở họ đến các địa điểm tiêm. Và những cái hộ mà ở xa mà trạm y tế thì tôi chỉ đạo cho bộ phận y tế là đến cái tận thôn đó để tiêm cho đối tượng này. Tiêm vaccine mũi nhắc lại phòng COVID-19 là cần thiết, nhất là trong điều kiện nguy cơ xâm nhập các biến chủng mới của COVID-19 rất cao. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động thuyết phục người dân nhằm hoàn thành sớm các mục tiêu tiêm phủ vaccine phòng dịch.